Kính thưa bà con nhân dân, cán bộ thôn Quan, kính thưa các ông bà thông gia nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa, thưa gia quyến, kính thưa hương hồn cụ bà Phạm Thị, đang trong khí thế sôi nổi phấn khởi của đảng bộ và nhân dân xã nhà, phấn khởi đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và vui mừng chào mừng kỷ niệm ngày đại đoàn kết toàn dân cùng các ngày lễ lớn 22 tháng 12, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và ngày quốc phòng toàn dân năm 2019, đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng bộ xã Quang Trung, thì nhân dân cán bộ thôn Quang vô cùng thương tiếc nhận được tin cụ à Hạ do tuổi cao sức kiệt, mặc dù đã được các con trai dâu rể các cháu nội ngoại hết lòng chăm sóc để cho cụ được sống thêm với các con các cháu nội ngoại, bạn bè thân hữu, bà con lối xóm được ngày nào vui ngày ấy. Nhưng vì tuổi cao sức đã kiệt, cụ đã vĩnh biệt chúng ta, đi vào cõi vĩnh hằng vào lúc 5:45 ngày 21 tháng 11 năm 2019, tức ngày 25 tháng 10 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ tròn 90 tuổi. Cụ được Hội Người Cao Tuổi Việt Nam trao bằng mừng thọ. Kính thưa gia quyến, các ông bà thân gia, bạn bè thân hữu gần xa, cùng bà con và cán bộ nhân dân qua 90 năm, gần cả một thế kỷ, nhìn lại quãng đời 90 năm của cụ, trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm, nắng mưa nhọc nhằn, vui có buồn có, kể cả những lúc đói no. Kính thưa tăng trường, cụ bà Phạm sinh năm 1930 tại làng ơi, nay là thôn Trung Chính, xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy. Gia đình có 8 anh chị em, cụ là thứ 3 trong gia đình. Thời đó còn nghèo lắm, khổ lắm, phải theo cha mẹ vào rừng tìm củ mài, củ nâu, củ bớn, hái từng nhành rau má thay cơm. Đến tuổi trưởng thành, cụ cùng bạn bè trang lứa theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, Bác Hồ, gánh gạo tiếp lương cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Vừa qua cụ đã được Đảng và nhà nước công nhận là người có công với cách mạng. Lúc đó do ông trời xia duyên, người con gái quê nghèo gặp anh giáo viên học vụ, họ đã yêu nhau và được hai bên gia đình ưng thuận và được nên vợ lên chồng năm 1951 và sinh được 6 người con, 3 trai 3 gái. Đến nay các con trai con gái của cụ đều là những người thành đạt trong công tác xã hội cũng như làm ăn kinh tế đạt khá giỏi, và đã sinh ra cho cụ được 23 cháu chắt nội ngoại, được các con cháu chắt phụng dưỡng, lo từng bước đi, miếng ăn giấc ngủ cho cụ, cùng với cụ ông thủ thỉ bên nhau cười nói, giúp con cháu làm những việc vặt trong gia đình. Nhưng thương ơi, ở cái tuổi xưa nay hiếm, tuổi cao sức cạn, không còn thương con mến cháu được nữa, cụ đã ra đi để lại cho chúng ta một nỗi tiếc thương vô hạn. Kính thưa nhân dân và cán bộ thôn, thưa các ông bà thông gia, bạn bè thân hữu gần xa, thưa gia quyến, tang chủ, cụ bà mất đi là một tổn thất không gì bù đắp được,
với gia đình, bạn bè, thân hữu, bà con lối xóm vĩnh viễn không còn nữa. Người chị, người em, người mẹ, người bà, người bố kính yêu. Thôn Quang Vinh mất đi một công dân tốt, hội người cao tuổi mất đi một hội viên mẫu mực. Cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi mà thôi. Cụ Quy Tiên biến hóa về với chốn Bồng Lai thiên cảnh. Hãy phù hộ độ trì cho tất cả chúng tôi luôn luôn mạnh khỏe, mưa nắng thuận hòa, đoàn kết xây dựng thôn ngày thêm đổi mới. Đại diện cho ban lễ tang, tôi kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ thôn hãy biến đau thương thành hành động thực tế, tạo điều kiện giúp gia đình tang chủ sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát này. Trước giờ phút âm dương cách biệt, đưa linh cữu của cụ Phạm về nơi an nghỉ cuối cùng, tất cả chúng ta phút mà niệm bắt đầu. Thôi, tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện gia đình tang chủ lên thân được. Kính thưa ban lễ tang, kính thưa các cụ ông cụ bà, kính thưa các gia đình thông gia nội ngoại, kính thưa toàn thể bà con nhân dân làng, kính thưa toàn thể các gia đình anh em con cháu gần xa, bạn bè gần xa, tôi xin thay mặt cho gia đình là xin trân trọng cảm ơn ban lễ tang, cũng như là cảm ơn ban lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể làng Phong. Xin trân trọng cảm ơn các gia đình thông gia nội ngoại. Xin chân thành cảm ơn bà con nhân dân làng Phong. Và xin chân thành cảm ơn các gia đình anh em con cháu gần xa đã về chia buồn và cúng viếng mẹ, bà, cố chúng tôi và tổ chức lễ tang trang trọng và đưa linh cữu mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối có gì cấp thiết, gia đình chúng tôi xin được lượng thứ. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Xin hết lời. À, kính thưa tang trường, bây giờ cái việc lễ truy điệu, nội dung lễ truy điệu đã xong, bây giờ là đến cái phần an táng, xin mời bà con nhân dân chúng ta tập trung vào để chúng ta làm lễ an táng thì được cụ về yên nghỉ. Và tôi xin nhắc bà con là chúng ta phải đưa về đến cầu đất thì chúng ta mới quay lại. Xin mời bà con. Vâng, xin mời các anh niên chúng ta vào trước để ta làm tổ chức đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Vâng, bây giờ ta đưa bắt hương ra ngoài đi, để chúng ta mới đưa được cụ đi. Nó vui, đi thôi. Yeah. Alo. Chàng có một số cái tăng khách chúng ta chưa được phát hương, xin mời các tăng khách chúng ta vào phát hương cho. Thank you.